sai. Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Nguyễn Thị Phúc. Tôi đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và tôi có một ước mơ, đó chính là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào để phát triển một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển tự nhiên và bền vững. Và công việc đầu tay của tôi để xây dựng cái ước mơ lớn của bản thân mình, đó chính là nuôi chuồn quế. Tại sao tôi lại chọn con chuồn quế? Bởi vì con chuồn quế được mệnh danh là một vị bác sĩ khổng lồ của trái đất. Nó có một khả năng rất là phi thường, đó chính là phân giải những cái chất thải rắn do ngành chăn nuôi thải ra. Từ đấy góp phần vào cái việc giảm ô nhiễm môi trường do ngành chăn nuôi thải ra môi trường. Và khi mà chuồn quế phân giải xong cái chất thải rắn đấy thì sẽ tạo ra một cái lượng phân bón rất là lớn. Và cái lượng phân bón của chuồn quế sẽ được phục vụ cho ngành trồng trọt rất là tốt. Vì trong cái phân bón của chuồn quế có chứa rất nhiều những dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Và đặc biệt là trong phân của chuồn quế có chứa rất là nhiều những cái vi sinh vật có lợi cho đất, giúp cho đất cải tạo và phục hồi lại đất do nhiều năm canh tác phải sử dụng quá nhiều phân hóa học và thuốc hóa học, là từ đấy làm cho cây trồng sẽ giảm thiểu được những cái sâu bệnh hại. Và điều này rất là quan trọng trong nông nghiệp, sẽ làm giảm chi phí phải sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật và thực phẩm sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Và có một điều của con chuồn quế, đó là cái thịt của chuồn quế thì rất là tốt, nó chứa rất là nhiều dinh dưỡng cần thiết có lợi cho ngành chăn nuôi. Chúng ta có thể sử dụng thịt của chuồn quế để chăn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan, nuôi lợn, nuôi chim, nuôi cá, nuôi tôm rất là tốt. Và vật nuôi khi sử dụng thịt của chuồn quế thì sẽ sinh trưởng phát triển rất là tốt. Và còn một điều khá là đặc biệt trong cái thịt của chuồn quế, đấy là trong thịt của chuồn quế có chứa rất là nhiều kháng sinh, kháng thể tự nhiên, mà khi vật nuôi sử dụng cái thịt này thì sẽ làm cho vật nuôi có khả năng tăng cường cái sức đề kháng của chính vật nuôi với tự nhiên, thì để cho nó sẽ giảm thiểu được những cái bệnh hại. Đó là những cái lợi ích mà con chuồn quế mang lại cho cái ngành nông nghiệp. Điều này rất là quan trọng, sẽ để khi mà mỗi người dân mà đi ra chợ mua những cái thực phẩm liên quan đến ngành nông nghiệp thì họ không phải băn khoăn lo lắng là đây là thực phẩm bẩn hay thực phẩm bẩn, và mọi người yên tâm sử dụng những cái thực phẩm sạch để có lợi cho sức khỏe của bản thân mình. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với sức khỏe, là khi mọi người được sử dụng những cái thực phẩm sạch và an toàn thì sức khỏe của mọi người sẽ được nâng lên rất là tốt. Tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi chia sẻ về những cái lợi ích tuyệt vời của con chuồn quế. Các bạn hãy cùng tôi nuôi chuồn quế để xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam thật là bền vững và tự nhiên. Xin cảm ơn.